Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Bahrain để lần đầu tiên tiến vào tứ kết tại ASEAN 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã nhận được những sự động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngay sau chiến thắng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội và chúc Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu thành công tại ASEAN lần này. Trong khi đó, những khoản tiền thưởng năm cũng đã được công bố cho chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển Olympic Việt Nam. 500 triệu đồng cũng là số tiền mà Đài Tiếng nói Việt Nam VOV quyết định thưởng nóng cho Olympic Việt Nam nhằm động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch